Chợ, trung tâm thương mại là một trong những loại hình cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ. Vì vậy, nếu các chủ đầu tư chủ quan lơ là, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn thì những thiệt hại về tài sản, thậm chí tính mạng của người dân sẽ hết sức khó lường. Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 2 vụ cháy chợ, trong đó ngày 25 tháng 1 xảy ra cháy tại khu vực chợ dân sinh tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Ngày 31 tháng 1 xảy ra cháy tại khu lán bán hàng chợ dân sinh thuộc dự án trung tâm thương mại Dân Tiến, huyện Khoái Châu. May mắn không thiệt hại về người, nhưng cả hai vụ cháy thiệt hại lớn về tài sản. Chợ Dân Tiến sau vụ cháy trên đã được ban quản lý chợ đầu tư lại và đã chú ý hơn đến công tác phòng cháy chữa cháy. Bây giờ làm nó không như ngày xưa nữa, quây kín các thứ là không được. Bất khả kháng thì mới quây. Cái hệ thống phòng cháy chữa cháy thì đã khắc phục ổn định. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 14 chợ do các hợp tác xã, doanh nghiệp được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Phần lớn ban quản lý các chợ đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh, nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong việc sử dụng điện, ga, lửa trần, thắp hương, nhất là vào thời điểm chợ chuẩn bị đóng cửa. Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót có thể gây ra cháy, duy trì tốt hoạt động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Bà con về nghỉ, tất cả các gian hàng đều có át, là bà con cắt ở bên ngoài. Và khi cả một cái khu ký ốt chợ mà ra hết sạch người thì có một cái át tổng, là ban quản lý chúng tôi sẽ hoàn toàn là cắt toàn bộ hệ thống điện. Tuy vậy, ở một số chợ, trung tâm thương mại, việc đầu tư trang bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn còn hình thức, hoặc hệ thống thiết bị phòng chống cháy tại chợ đã xuống cấp, thiếu sự quan tâm hoặc coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy, thậm chí cố tình vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy. Để biển đấy thì có biển đấy chứ gì có bình. Cứ như thế này thôi, không có bình đâu. Không có. Vâng. Lúc đầu tiên có bình không? Để chủ động phòng chống và kịp thời ứng phó với các sự cố cháy nổ có thể xảy ra, ngoài sự chủ động tích cực của lực lượng phòng cháy chữa cháy và sự quan tâm của ban quản lý các chợ, thì mỗi hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác, thực hiện nghiêm các nội quy quy định, bởi chung tay đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chợ cũng là để bảo vệ sức khỏe, tài sản của chính mình.